Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các quý anh chị đang xem kênh Thanh Nguyên Vlog Thưa quý vị, tối ngày hôm nay thì Thanh Nguyên tiếp tục gửi đến quý vị một số những cái thông tin liên quan đến câu chuyện của cô Nguyễn Phương Hằng Đặc biệt thì ngày hôm nay vừa mới đây, cô Nguyễn Phương Hằng tiếp tục gặp những cái gắt ngối lớn xung quanh cái câu chuyện mà đã tuyên bố rằng là sẽ nói về Sư Minh Tuệ Và một cái nhân vật nữa, đó chính là ông trời mà cô Nguyễn Phương Hằng đã nhắc tên Thưa quý vị, à, mình khá là bất ngờ khi mà À, nhân vật gọi là Đinh Lan vừa mới đây đó cô chú anh chị tuyên bố rằng là ông trời mà bà Nguyễn Phương Hằng nói ngày 13 tháng 10 năm 2024 là ai thì à, ngày 21 tháng 10 là Đinh Lan sẽ nói về à, cái câu chuyện này khi đó nó thoát xô ngày 20 tháng 10 thì tội vu khống 156 cho tổ chức cá nhân Trời ơi à, cô chú anh chị à, chúng ta đã nghe rằng là cô Nguyễn Phương Hằng đó À, vào ngày 13 tháng 10 vừa qua có nhắc đến hai nhân vật đó chính là thầy Minh Tuệ cũng như là một cái nhân vật ông trời mà cô Nguyễn Phương Hằng đã, đã gọi điện um, rằng là có cái ngụ ý à, ám chỉ một ai đó à, thưa quý vị nhưng mà ngày hôm nay thì à, Đinh Lan sau khi mà tuyên bố rằng đó là sẽ kiện xô Nguyễn Phương Hằng về tội 116 khi à, mà cô Hằng nói về sư Minh Tuệ À, Đinh Lan cho rằng là chia rẽ khối đại đoàn kết của dân tộc ừ, Thì mới đây Đinh Lan gọi là tiếp tục Gọi là tuyên bố rằng đó Khép tội cho bà Nguyễn Phương An Là vô cái tội là 156 à, Đã gọi là vu khống và bịa đặt à, Cho gọi là tổ chức cá nhân à, vu khống làm nhục đó cô chú anh chị Quá cực kỳ ghê gớm Tôi không biết rằng đó. À, Đinh Lan đó là cái gì của ông trời Chắc có lẽ Đinh Lan là con của ông trời đó cô chú anh chị Ừ? cái việc mà cô nguyễn phương ngàn đó phát ngôn e nói chuyện về ông trời à, thì chúng ta đó à, thấy là rõ ràng à, cô không nói là tên của ai cả không nói bất cứ một cá nhân nào nhưng mà đinh lan lại tiếp tục khép vô cho bà nguyễn phương ngàn là cái tội gọi là vu khống cho gọi là à, tổ chức cá nhân à <laughs> tôi không biết là đinh lan là cái gì của ông trời là con của ông trời mà tổ chức cá nhân đây là ai không lẽ là những cái vị thần vị thánh ở trên thiên đình đó ừ bởi vì ông trời đó thì à, à, chúng ta xem phim đó của chú anh chị ngọc hoàng thường thường thì cai quản ở trên thiên đình đó thì à, sẽ có những vị thần vị thánh à, cho nên đinh lan gọi là chắc có lẽ là cũng người gọi là cõi trên cái gì đó à, cho nên là nói rằng là đã vu khống cho tổ chức cá nhân rồi đinh lan sẽ gọi là đại diện đứng đơn kiện luôn quá cực kỳ ghê gốm nhà của chú anh chị trước đó thì chúng ta đã nghe rồi à, đinh lan à, à, chia sẻ như thế này nếu như ngày 20 tháng 10 2024 bà bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức thoát xô để vạch trần cái đúng cái sai của thầy Binh Tuệ thì tôi Đinh Thị Lan sẽ nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng à, và ông Huỳnh Y Dũng đã phạm tội theo điều 150, 116 bộ luật hình sự tội gây chia rẽ khối đại đoàn kết trong dân tộc à, có thể nói là, là chị Lan là một trong những cái nhân vật về, có thể nói là thánh kiện nha các chú anh chị cái gì cũng khép người ta vô tội hình sự được hết Và trước đó thì chúng ta đã từng nghe đinh lan hứa hẹn à, vào ngày 7 tháng 10 vừa qua đó đinh lan tuyên bố rằng đinh lan đã gửi đơn rồi gửi đơn đến gọi là năm vị lãnh đạo cấp cao để cầu cứu cẩn cấp lần hai có nghĩa là trước đó đinh lan đã cầu cứu lần một à, ngày 7 tháng 10 đinh lan cầu cứu lần hai và tuyên bố rằng sẽ có kết quả vào ngày 14 tháng 10 năm 2024 Và ngày hôm nay đã là 16 rồi tôi không biết cái đơn của đinh lan đi gì đâu rồi sao rồi Đình lan sao rồi cái đơn cầu cứu khẩn cấp làng hai gửi đến bác tô lâm sao rồi cũng như là 55 lá đơn Đình lan gửi kiện tụng các youtuber đòi khởi tố người này kia các kiểu rồi đó cho đến là cái lá đơn mà, mà chị gái của Đình lan đó đề nghị về phía viện kiểm sát à, tại gò vấp đó cho đinh lan vô là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong cái vụ án gọi là bị bị thương tật 20% của bà Chiên đó sao rồi tôi chưa nghe tin tức gì cả không lẽ mấy lá đơn đã vứt sọt gác hết rồi vậy thì chứng minh một điều Đinh Lan là toàn là những cái thông tin gọi là bịa đặt không những lá đơn của ông Đinh Lan đó toàn là những cái lá đơn gọi là vứt vào sọt gác cả cô chú anh chị tại vì sao tại vì những lá đơn tào lao tôi không biết đó là, là Đinh Lan nó có nhờ gọi là luật sư tư vấn hay không bởi vì sao cả nhà <laughs> bởi vì đó đinh lan có tuyên bố rằng là luật sư đó đinh lan là thuê đó. thuê là mới ký hợp đồng đinh lan trả tiền liền cái gục đó làm là làm phải gõ gàng ừ, làm là phải làm gõ gàng và hai luật sư sắp tới đây sẽ theo cùng đinh lan đó, ra tòa để mà đề nghị hủy án nó để mà điều tra lại à, điều tra bổ sung trả hồ sơ tiếp tục điều tra bổ sung bởi vì là có bà nguyễn phương hằng cho đến là bốn chục youtuber nó liên quan đến cái vụ việc của bà đinh thị chiên trời ơi Trong khi mà khi mà bà chiên bị thương tật đó là cùng với phương hằng đang gọi là ở trong chạy giam rồi ừ. chúng ta nhớ rất là rõ cái điều đó mà đinh lan nó còn vu khống bịa đặt được còn cái câu chuyện ngày hôm nay chúng ta nói đến cái vấn đề mà à, của sư minh tuệ bản thân của đinh lan này đó trước kia mà khi mà sư minh tuệ xuất hiện đó ông ấy bị tấn công liên tục bị các ma tăng tấn công à đủ hướng chuyện nói là 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 ba trận, nói là 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 phá, phá gọi là phá nát đạo Phật, nói rất là nhiều thứ, tấn công mà nói chung là liên tục. Thì lúc đó con Đinh Lan này nó ở đâu? Rồi những người mà hiện tại đang tự xưng là fan cứng, fan cuồng của sư Minh Tuệ đó đang ở đâu? Có ai lên tiếng hay không? Để bảo vệ sư Minh Tuệ hay không? ờ à, Nhưng mà bây giờ À, khi mà cô Nguyễn Phương Hằng chỉ mới vừa gọi là là nói rằng là mình sẽ chia sẻ về điều này thôi thì chúng ta thấy là cái tụi này nó trồi lên nó trồi lên cực kỳ ghê gớm nó nói rằng ờ tôi là fan của ông Minh Tuệ này tôi là fan cứng của ông Minh Tuệ này ừ. còn bà Nguyễn Phương Hằng nói vậy á là, là 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 không đúng à, nói vậy là không tốt tôi sẽ đi thưa bà với cái tội là gọi là chia rẽ khối đại đồng kết Đó à, thì cụ thể nó còn viết như vậy nè Điều 116 năm 2015 có điểm mới so với điều 87 bộ luật hình sự năm 1999 bổ sung tội phạm quá hành vi gây ly khai dân tộc. Điểm B khoảng 1 và hành vi chia rẽ giữa người theo các tôn giáo khác nhau. Điểm C khoảng 1. Sở quy định hành vi thuộc mặt khách quan của cấu thành tội phạm gây chia rẽ nhân dân với các tổ chức xã hội thành chia rẽ nhân dân với các tổ chức chính trị xã hội gây chia rẽ các tín đồ tôn giáo với các tổ chức xã hội thành gây chia rẽ các tín đồ tôn giáo với các tổ chức chính trị xã hội. Việc sửa đổi bổ sung nêu trên để phù hợp thực tế diễn biến của loại hành vi phạm tội này đáp ứng yêu cầu phòng chống tội phạm phá hoại chính sách đội đoàn kết trong tình hình mới nâng mức hình phạt tối thiểu của khoảng 1 là 5 năm lên thành 7 năm và quy định cụ thể áp dụng đối với trường hợp chuẩn bị phạm tội từ 6 tháng đến 3 năm tù à, Tôi Đinh Thị Lan gọi ông Minh Tuệ là thầy Vì tôi học được ở ông Minh Tuệ những điều tốt đẹp Nên tôi gọi ông bằng một danh xưng cao quý Thầy Minh Tuệ Trời ơi tôi nghe tôi nhục quá Đinh Lan ơi Tôi nghe tôi nhục quá trời nhục Đinh Lan ơi Tối ngày đó à, là lên gọi là chửi tục chửi thề Ghen ăn tức ở với người ta Ganh tị từng ly từng tí Thì nói rằng đó nó học được từ sư Minh Tuệ Tôi hỏi cô chú anh chị đó có vị có đồng ý hay không? Học được cái gì? đó người ta đó là gọi là như ông vũ văn thịnh là một con nhân nghèo ông ấy đi sửa nhà thuê cho ông đinh lan này đó nợ nàng không trả người ta gọi là còn gia đình còn mẹ già còn con cái vợ con đó thì cô chú anh chị thấy rằng nói như vậy đó thì nó học được sư minh tuệ gì cái gì rồi ngày hôm nay khi mà tòa án đã gọi là phán cho anh vũ văn thịnh là một năm một năm tù Cùng theo bồi thường bảy mươi mấy triệu đồng vẫn chưa chịu tha cho người ta đó nó còn kháng cáo Được trả hồ sơ lại để mà điều tra rồi từ khi bà Nguyễn Phương Hằng bà đi tù đến nay đó bà về nhà bà không nói gì đâu có đinh đang này hết cô chú anh chị đó, nó vẫn hàng ngày lên nó chửi rủa người ta họ nó khép người ta vô tội này tội kia như vậy thì cô chú anh chị thấy rằng là nó nói ngày hôm nay nó học được sư binh tệ nhiều thứ lắm thì cô chú anh chị tin nổi không và thậm chí không chỉ mình cô đinh lan này mà còn có rất rất nhiều người đang lợi dụng cái câu chuyện của sư minh tuệ cho rằng là tôi ủng hộ sư minh tuệ để tấn công chửi bới bà hằng một cách vô cùng phẩm tệ tôi tin rằng đó là những người yêu quý sư minh tuệ thật sự đó những người mà yêu quý cô hằng và sư minh tuệ một cách thật sự thì họ sẽ không bao giờ có những cái phát ngôn mà nó mất dạy nó tục tiểu nó vô văn hóa đâu cô chú anh chị tôi tin rằng như vậy những người mà thật sự yêu lẽ phải đó Họ chẳng bao giờ có những cái phát ngôn mà thiếu chuẩn mực Chẳng bao giờ mà vội vàng đánh giá Một cái câu chuyện mà trong khi cô Hoàng vẫn chưa có một phát ngôn bất cứ điều gì Chỉ có những kẻ mà câu view câu like vì tiền thì mình không nói à, Họ câu view câu like mà Còn những cái kẻ mà tự xưng là fan cứng fan cuồng Nhiều năm này kia thôi dẹp đi Mấy anh chị dẹp đi cô nguyễn phương hằng hay là sư minh tuệ ấy, cũng chẳng cần cái loại fan cứng fan cuồng đó đâu ngày hôm nay chỉ vì như vậy đó thì bài đặt gọi là lên tự xưng tôi quay xe quay này quay kia rồi khi đó mà sư minh tuệ đó ông ấy đó bị cái này bị cái kia thì đó tôi hỏi đó, lại tiếp tục quay xe quay lưng hay sao tôi có bị trước khi đó chúng ta gọi là xác định được một vụ việc gì chúng ta phải nhìn nhận kỹ và xem rằng cái câu chuyện nó đúng hay sai Cô Nguyễn Phương Hằng chưa phát ngôn mà Và nếu như bà phát ngôn ra đó Mà đúng thì sao Đúng không cô chú anh chị Nếu như cô Nguyễn Phương Hằng phát ngôn ra Mà đưa ra được bằng chứng gì nó xác thực Thì làm sao Ví dụ là như vậy Ở đây là tôi chỉ ví dụ cho cô chú anh chị nghe thôi đó, ờ, Thì làm sao hiện tại sao ngay thời điểm này Khi mà chúng ta chưa biết được cô sẽ phát ngôn cái gì Tại sao, tại sao không chờ đợi đó, ờ, Để mà lên gọi là Giống như cô Đinh Lan này Mới chính là cái đứa gọi là kích động và chia rẽ dân tộc bởi vì tôi thấy rằng ngay thời điểm hiện tại cũng chỉ vì những cái lời lẽ kích động này đó đã khiến cho rất là nhiều người gọi là cự cãi nhau đó cự cãi nhau đấu khẩu với nhau hàng ngày trên mạng xã hội thưa quý vị ở đây thì mình chỉ phân tích ra để cho cô chú anh chị hiểu thôi chứ mình á mình không có gọi là đấu khẩu hay là muốn hạ bệ ai đặc biệt riêng của đinh lan thì khác Linh Lan thì có lẽ là cô chú anh chị cũng đã quen mặt trong cái đoạn drama của cô Nguyễn Phương Hằng rồi nó dù khống nó xuyên tạc nó bịa đặt như thế này như thế kia đủ kiểu hết trơn là một cái đối tượng mà cần phải lên án kịch liệt với những hành vi chống phá xuyên tạc bịa đặt vô căn cứ thưa quý vị nếu như khùng đó thì vào bệnh viện điều trị chứ không phải mà khùng ở ngoài nói điên nói 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 nhây để mà vu khống bịa đặt người ta mấy năm trời như thế này thưa quý vị còn như mà cái câu chuyện của sư minh tuệ như thanh quyền đã chia sẻ rồi những cái lời mà cô nguyễn phương hằng nói là chúng ta cần phải nghe nguyên văn đừng xem và nghe những cái đoạn video cắt ghép trên mạng xã hội à, giống như cái câu chuyện mà cô nguyễn phương hằng nói rằng là những người mà đứng sau minh tuệ tôi sẽ quốc không trượt phát nào à, cái đúng cái sai ở đây thì chúng ta phải cần phải nghe và nhìn nhận bởi vì chúng ta nghe rất là nhiều những cái câu chuyện của cô nguyễn phương hằng đã từng chia sẻ rồi mới đầu thì cũng chẳng ai tin nhưng mà cuối cùng đó thì chúng ta phải thừa nhận những cái điều của Nguyễn Phương Hằng nói hoàn toàn đúng thưa quý vị ừ? hoàn toàn đúng đâu có câu nào mà chúng ta nghe rằng là cô Nguyễn Phương Hằng nói sai đâu cho đến thời điểm này nhưng riêng về câu chuyện của Xuân Minh Tuệ thì à, mình đã thấy rằng một cái sự vội vàng kết luận của rất là nhiều người đó cái vội vàng kết luận của rất là nhiều người Nói thẳng ra đó Khi mà cô Nguyễn Phương Hằng giúp đời giúp người Cũng chẳng phải là cầu cho người ta đó Là phải trả ơn Hay là cầu cho người ta phải gửi lời cảm ơn mình đâu Và những cái lời cổ vũ Những cái lời mà cổ động Cảm ơn Của rất là nhiều quý vị khán giả Cổ vũ cho cô Nguyễn Phương Hằng Nó là một trong những cái niềm động lực Để khiến cho cô có thể gọi là Có được cái tinh thần Tiếp tục trên con đường làm từ thiện Sống và làm việc theo cái gọi là cái lý tưởng của cô chứ cũng chẳng giúp ích được gì cho bản thân cô cô không thể mang những cái lời cảm ơn những cái lời cổ vũ cổ động đó để mang ra bổ ra mà ăn được thôi có chú anh chị không có và cái việc mà cô phát ngôn cô nói những cái câu chuyện mà đang nổi cộm trên mạng xã hội thì đó mình nghĩ rằng điều đầu tiên đó chính là cô muốn nói để cho mọi người có thể hiểu được hơn bởi vì trải nghiệm sống của cô mình tin chắc rằng nó sẽ nhiều hơn Kinh nghiệm hơn rất nhiều người, đúng không quý vị? Vậy thì tại sao chúng ta không chờ đợi đến ngày 20 tháng 10 Để cùng lắng nghe cô Nguyễn Phương Hằng chia sẻ Rồi cùng nhìn nhận rằng lúc đó, đó bà ấy nói đúng hay bà nói sai à, Thì lúc đó mà quý vị muốn quay xe, quay lưng, quay cột Hay là muốn nói nhiều đó Hay là muốn nói bất cứ cái điều gì Có lẽ rằng nó cũng không muộn Đúng không quý vị? Còn bây giờ thì có lẽ rằng khi mà à, quý vị đánh giá một sự việc dường như đó nó vẫn còn hơi sớm thôi cô chú anh chị tất nhiên là ngày 20 tháng 10 này anh Nguyên cũng sẽ có mặt tại Đài Nam để trực tiếp để gửi đến cho tất cả cô chú anh chị như mình đã chia sẻ rồi mình luôn ủng hộ cho cái đẹp cái tốt và cũng không bao giờ cổ xí cho những điều không đúng thưa quý vị xin cảm ơn xin kính chào và hẹn gặp lại